Rồi hôm nay sale cho anh em bộ này rẻ này. Bộ này về nhà anh em chỉ thay cái nào là sẽ lấy lại vốn này. Đây full bộ cầu chì này. Về thay vài con relay này cũng lấy lại vốn này. Chúng ta chốt đơn nhá. Đây relay đề sạc chính cầu chì nắp K66 nha. Đây. Bán cho anh em bộ này về nhà chúng ta chỉ thành thay nguyên cái bộ mâm điện này. Rồi nhiều thợ đập zin bu lăng này. Về chúng ta trà cáp qua cái là đẹp. Nó bị zin bu lăng là đề cứ cạch 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 này. Bu lăng. Rồi mâm điện kèm CKB zin. Đây mình đang led thử CKB 3 vấu của mình vào. Ok anh ngay. 3 vấu. Đây zin. Về nhà bị quận này, chập chờn này, om này, CKB này tháo ra bán. Về nhà anh em chỉ cần bán cái bộ này. Kim full. Dây, mô bơm là lấy lại vốn. 26 anh ơi. 26 nha. Về nhà cái thùng xăng kia nó bị lủng, thay luôn. Không có hàn đít nữa. Nhiều anh em thùng bình này hàn đít thay luôn. Bán luôn cả nắp xăng. Nắp xăng đẹp này. Về anh em chỉ cần thay cái này. Đây kim luôn, kim zin luôn cho anh em. Mình test cho anh em luôn rồi. Kim này, chụp này, chụp này thợ hay làm gãy này. Đúng không? Thay cái chụp này không được 200-300 ngàn. 300 ở đây thay 350-400. Về các bạn chỉ cần thay như thế này, mấy bộ này lấy lại vốn. Được chưa? Đó, coi như là vốn. Rồi anh em dư được cái bộ e, dư được cái chắn bùn, dư được họng ga, van cầm chừng, TB, mobin. Đó. Đấy, anh em về nhà dư lời cái này này. Rồi, cảm biến VS bị chập chờn này. Hay lấy tiền này. Cái này là dư này. Rồi cảm biến nhiệt này. Cảm biến IAT nằm ở cái bầu bô e này. Rồi rờ le cầu chì này. Có bộ dây điện này nghiên cứu nữa này. Đấy các bạn sẽ dư được như thế này. Nếu hôm nay các bạn mua. Về nhà các bạn chỉ cần thay cái này. Các bạn lấy lại vốn. Bên phải là bỏ tiền ra mua. Coi như thay cái đống này là lấy lại vốn. Dư vốn luôn. Rồi số này các bạn sẽ dư. Ok chưa? Nguyên bộ dây điện này. Chuột tổ cắn các bạn thay vào lấy 1-1,5 triệu bình thường. Về nhà có cái gì đâu. Lấy cái bóp chà tí cái này là xong. Đây chống phụ này. Thay chống phụ này chắc được 350. 350 chống phụ. Đây. Được chưa? Đó. Chết liên tục chống phụ. Thay cái này vào được 350. Mô bít sườn này. Zin theo xe là một phát 4 lít. 4 lít. Mình ở đây nhiều quá. Mình sell cho anh em. Đó. Thì thay hai cái này kiếm được 6-7 lít rồi. Lời. Rồi bộ họng ga. Đẹp len keng cho anh em luôn. Cảm biến nhiệt thay một phát 350. Cảm biến nhiệt này 350. Rồi VS này thay một phát 300-350. Đồng hồ nó hay lên giật. Từ trường trong này nó bị yếu. Rờ le đề thay một phát 150-200.
Rơ-le 9 cầu chì. Bộ dây điện về nhà nghiên cứu chốt nhanh. Đó, nguyên com lê 2 triệu anh em ơi. Còn anh em nào thích bớt thì ru di cho một chút xíu xíu uống cà phê. Thay bên này lấy lại vốn này. Mâm điện rồi, quận từ à, quận điện rồi, CKB hơn củ. Kim phun nữa là vốn. Kim phun áp bơm thùng xăng. Rồi chúng ta lợi nhuận bên tay trái cả một đống nữa. Comment 26 anh em. Thứ nhất là có bộ dây điện này về nhà nghiên cứu đo. Rồi, có nó chạy đâu này, về học đo này, có cái gì đâu. Nó chạy hết ở trong này, mở sơ đồ lên nữa là đo. Coi cầu chì nào nó chập, cầu chì nào hay cháy là múc. Rồi, về nhà đo cái dây VS này, coi nó chạy đi đâu. Được chưa? Đây có cái bộ Aliabet full toàn tập cho anh em. Ngày mai sẽ gá lên đây test cho anh em này. Hơn triệu. Full toàn tập cho anh em luôn. TBS rồi đầy đủ. Họng ga lừa vào là múc luôn. Về nhà tiêm. Rồi cuộn điện này. Hay chập này. Làm luôn. Đôi khi thật sự vào cầu cái bộ này triệu bạc hơn triệu bạc ngay về nhà lấy xăng rửa ra. Lọng quạng lấy lại vốn luôn. Rồi kim phun này, cảm biến nhiệt này. Và đặc biệt con IC này, thay con IC này không cần lấy lại vốn. Tí mình test luôn mô bin này. Rồi cảm biến góc này. Này kim phun này thay một phát 6 lít. Có mà bèo nhất cũng phải là 5 lít rưỡi thì mới thay được. Rồi sạc này. Sạc này không biết có sống hay không, chắc là sống. Sạc này 350 đến 400 ngàn một phát. Rơ le bơm xăng, rơ le 9, rơ le đề. Rồi, đó. Combo rác độc lỗi vẫn có nguyên kiện. Tiêm con này một phát hơn triệu. Rồi, không biết tổng bơm còn xài hay không. Tí gắn cho xe xem. Rồi, lọc đồ còn đẹp. Đang xe sống nhanh tháo ra. Rồi, đó. Múc đi anh em chần chừ gì. Về nhà để đấy sang lại cho thợ. Mình nhiều quá rồi. Mình ở đây đồ quá nhiều. Sell bớt cho anh em. Nhiều lúc cái bu lăng này nè. Nhiều cái xe mở không ra này. Hư bu lăng này. Lúc thay đi bu lăng không. Đi mua cái bu lăng này muốn chết luôn. Đó, nhiều cái bu lăng này xe này. Nhiều anh em cạo không ra phải hàn đập này. Làm luôn. Nhiều lúc bô lăng này làm một phát triệu bạc. Tí nữa test trên xe sống nhân răng là ngày mai úp máng cho anh em luôn. Mô bên sườn tiêm nhẹ một phát 3 lít rưỡi. Chục bán rời 80 1 lít. Oxy. Rồi anh em nào cần cái gì thì múc. Trời ơi lọc xăng nguyên cụ. Đưa vào cái thùng xăng cái là full fit fit. Rồi còn anh em nào mua lẻ cái gì thì comment nhá. Mua lẻ bán lẻ luôn. Mua cả cụm thì nó rẻ hơn nhá. Mua lẻ nó sẽ mắc.
Rồi, xin chào mọi người. Giá lợn chết hết. Quá nhiều đồ. Đồ bao la đồ luôn ở đây. Đây, mới thu nhập con MST về nữa đây. Anh em đổi máy lấy Smartoon rồi. Máy này còn mới leng keng. Chơi hết bài với anh em luôn. Con này máy này mới tin. Ôi giời ơi, mới kit 2020. Chủ mới leng keng anh em à. Tháng 2 2020. Mới về luôn anh em. Giá mà như kiểu lợn chết. Còn hơn là lợn dịch. Cáp yếc đầy đủ. Máy chẩn đoán dạo này nó rẻ như kiểu mà lợn chết đó anh em ạ. Rồi, bye bye mọi người. Xin chào. Về tắm rửa ăn cơm đi dạy lên em ơi.